Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Toàn tỉnh thành lập hơn 800 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở kinh doanh kho chứa hàng. Cần xử lý nghiêm các chủ quán karaoke chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trong chuỗi hoạt động hướng tới 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 tại một số tỉnh miền Trung và kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024, hôm nay đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ngã ba Đồng Lộc, thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là mảnh đất hứng chịu nhiều bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với gần 43.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi mét vuông đất ở đây phải chịu 3 quả bom. Hơn 4.000 liệt sĩ trong cả nước đã nằm xuống mảnh đất thiêng liêng này, trong đó có sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24 tháng 7 năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ để giữ mạch máu giao thông nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các thành viên trong đoàn đặt vòng hoa dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn cán bộ tỉnh kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến chọn tuổi thanh xuân hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm chiến tranh, ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Ngã ba Đồng Lộc được coi là ít hầu của mạch giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, nên đế quốc Mỹ đã tập trung toàn lực để cắt đứt con đường này nhằm chặn chi viện của hậu phương ra tiền tuyến. Ngã ba Đồng Lộc thời đó là máu có thể ngừng chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc. Trên tuyến đường này, máu của hàng trăm, hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống viết nên những khúc tráng ca bất tử. Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 443 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, kế hoạch số 353 ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 trong 2,5 ngày, từ ngày 10 tháng 7 năm 2024 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024, khai mạc lúc 8 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024, tức thứ Tư, tại hội trường số 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ngày diễn ra kỳ họp được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. 6 tháng đầu năm nay, ước thu ngân sách nhà nước được hơn 20.000 tỷ đồng, tăng trên 41% và đạt 66,27% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.
Trừ thu tiền sử dụng đất ước được 12.600 tỷ đồng, đạt trên 109% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 117% so với cùng kỳ. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do trong 6 tháng đầu năm có số nộp đột biến của một số đơn vị sản và tiền thuê đất như Công ty Cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2, Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Ecoland. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài quốc doanh ước thu 7.500 tỷ đồng, đạt 124% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước được 980 tỷ đồng, đạt 72% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị gặp mặt trao đổi kinh nghiệm 9 doanh nghiệp là hợp tác xã đang kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các doanh nghiệp bạn như phương thức quản lý và vận hành hệ thống điện sau trạm biến áp theo hướng khoa học và hiệu quả, ứng dụng thiết bị công nghệ mới như lắp đặt công tơ điện tử có sử dụng phần mềm đo xa và thiết bị cảnh báo quá tải tại phụ tải và phương thức xử lý sự cố hiệu quả nhất. Đây là những doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ điện nằm ngoài Công ty Điện lực Hưng Yên. Các chủ thể kinh doanh bán lẻ điện hiện đã tuân thủ tốt luật hợp tác xã và luật điện lực. Tiêu biểu là hai hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Quan và hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Tân Quang. Diện tích trồng sen trên địa bàn huyện Kim Động có giảm so với những năm trước do chuyển dịch cơ cấu cây trồng, song toàn huyện vẫn còn khoảng gần 20 hectare sen các loại. Bên cạnh giống sen truyền thống, nhiều hộ dân đã mạnh dạn trồng những giống hoa mới lạ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay sen ở huyện Kim Động được trồng nhiều ở các địa phương như Ngọc Thanh, Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa, thị trấn Lương Bằng. Với giống sen hồng truyền thống, người dân thu hoạch hoa, bắp và hạt sen mỗi ngày trong thời gian 2 tháng, từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Giá bán dao động từ 2 đến 3 nghìn đồng một bát sen hoặc hoa sen. Giá 1 kg hạt sen tươi dao động từ 40 đến 60 nghìn đồng. Khoảng 2 năm gần đây, các hộ dân đã mạnh dạn ươm mầm trồng những loại sen ngoại như sen Quan Âm, sen Super, sen ngàn cánh phục vụ nhu cầu của thị trường. Đặc điểm của giống sen này có màu sắc hình dáng sen mới lạ, hoa to, xếp nhiều cánh và được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán cao hơn sen truyền thống nhiều lần. Các mô hình trồng sen không những giúp người nông dân có thu nhập khá mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, hướng tới những mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Kim Động trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện 2.950 cuộc giám sát tham gia cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp và Ban chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác giám sát theo chức năng nhiệm vụ với tổng số gần 4.000 cuộc, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2023, thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ tiến hành thi công tuyến đường liên thôn dài trên 1 km từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự đóng góp của người dân. Để giám sát việc thi công công trình, Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Nội dung giám sát tập trung vào phần thiết kế, kỹ thuật, chất lượng và tiến độ dự án, qua đó góp phần đảm bảo chất lượng công trình và phòng chống lãng phí thất thoát. Ngay cái thiết kế đã công khai cho nhân dân biết, công khai từng chi tiết một, từng đoạn một làm như thế nào để dân biết, cùng giám sát chất lượng thi công, thì coi như chỗ nào mà không đạt chúng tôi kiên quyết bắt làm lại, và dân cũng là coi như là đề nghị làm lại. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 160 ban thanh tra nhân dân với gần 1.200 thành viên. Trong nhiệm kỳ, ban thanh tra nhân dân đã giám sát trên 1.700 cuộc, ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát gần 1.800 cuộc, đã kiến nghị hàng trăm vụ việc đến các ngành chức năng. Những ý kiến kiến nghị của người dân đối với các chương trình dự án đều được tiếp thu và giải quyết kịp thời, qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xã hội. Với vai trò trách nhiệm của mình thì ban giám sát cộng đồng cũng như ban tham gia thanh tra nhân dân đều làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong giám sát và hậu giám sát, để có những cái kiến nghị phản ánh với những cái nội dung mà chưa thực hiện tốt trong các công trình.
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 540 hội nghị phản biện, gửi dự thảo văn bản, tham gia góp ý phản biện trên 1.500 văn bản về các dự thảo luật, nghị quyết, chương trình, đề án. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy chính quyền xem xét quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức hàng ngàn các cuộc giám sát, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm như vấn đề thu hồi đất giải phóng mặt bằng, vấn đề về bảo vệ môi trường, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Các ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được các cơ quan soạn thảo ghi nhận, đánh giá rất cao. Từ kết quả thực tiễn đã chứng minh, việc đổi mới phương thức hoạt động lấy công tác giám sát phản biện xã hội làm động lực phát huy dân chủ, nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đất khoán canh tác, đóng góp hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm và các công trình phúc lợi công cộng với tổng số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc từ cơ sở tới tỉnh tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu với tổng số 427.000 phiếu trên 427.000 hộ gia đình. Đã có 100% cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 3 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 102 xã nông thôn mới nâng cao, 36 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 153 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày mai 1 tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với vai trò tham mưu, Công an tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và triển khai đưa luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc sống. Công an cấp huyện và công an cấp xã tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp chỉ đạo rà soát, tuyển chọn các thành viên tham gia các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lựa chọn các đồng chí đại diện các tổ tham gia lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Toàn tỉnh Hưng Yên thành lập hơn 800 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 828 thôn tổ dân phố với gần 2.500 thành viên. Việc ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, được bố trí đến tận thôn xóm và các tổ dân phố trên địa bàn, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Huyện Khói Châu hiện có khoảng 5 bến đò phà ngang sông tập trung tại các xã Tân Châu, Đông Ninh, Bình Minh. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, đặc biệt mùa mưa bão, ngoài việc thường xuyên kiểm tra tu bổ các hạng mục của tàu thuyền theo quy định, đa số chủ phà cũng như thuyền viên đã tuân thủ đúng nội quy, quy định của đường thủy nội địa. Các chủ bến đăng ký đăng kiểm đúng thời hạn, để biết nội quy, giá vé và không thực hiện di chuyển khi có mưa bão. Tuy nhiên, một số bến đò vẫn coi nhẹ việc chủ động về cứu hộ cứu nạn như chưa hướng dẫn mặc áo phao cho người dân, cũng như trang bị phương tiện phao nổi, phao cứu hộ còn sơ sài. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương, chủ doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp để mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thực hiện ký cam kết và tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý đối với các lỗi vi phạm của cả người và phương tiện, qua đó giúp nâng cao ý thức của mọi người, góp phần đảm bảo an toàn tại các bến đò, phà ngang sông trong mùa mưa bão. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Là phường nội thị có tới gần 70% số hộ kinh doanh buôn bán, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đang tập trung tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng trên địa bàn phường nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy nổ. Phường thành lập 4 tổ kiểm tra
mỗi tổ từ 3 đến 4 thành viên, gồm một công an khu vực, hai công chức phường và một thành viên khối đoàn thể hội. Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cũng như tuyên truyền ý thức, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhưng chưa trang bị đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Một số hộ kinh doanh các mặt hàng như đồ điện tử, điện lạnh, trong khi mặt bằng kinh doanh nhỏ hẹp tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy. Là chủ hộ kinh doanh thì tôi cũng chuẩn bị những cái bình chữa cháy rồi các cái tiêu lệnh như là các đồng chí công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật và kiểm tra những cái thiết bị an toàn cho tính mạng, bản thân mình và gia đình. Phường Lê Lợi có trên 1.800 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu. Ngoài 500 hộ kinh doanh tại chợ Phú Hiến được phân cấp do thành phố Hưng Yên quản lý phòng cháy chữa cháy, phường còn khoảng 700 hộ dân kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh tại nhà. Thông qua việc kiểm tra, phường Lê Lợi kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót và vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, kho chứa hàng. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Vẫn còn một số hộ kinh doanh cũng như là các cái nhà ở kết hợp với kinh doanh chưa chấp hành nghiêm công tác phòng cháy cháy, cũng như là thứ nhất là trang bị cái bình chữa cháy vẫn còn thiếu, bình chữa cháy đã hết hạn. Thứ hai là cái nội quy tiêu lệnh thì vẫn chưa để đúng các nơi quy định. Qua công tác kiểm tra thì tôi yêu cầu phải trang bị đầy đủ các cái bình chữa cháy. Thứ hai là ký cam kết các cái theo cái đúng cái nội quy quy định của công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định là việc làm rất cần thiết để phòng ngừa từ sớm, từ xa những tai nạn có thể xảy ra ở loại hình kinh doanh mang tính đặc thù này. Phản ánh tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là địa phương có nhiều quán karaoke chưa đảm bảo đủ các điều kiện nhưng vẫn lén lút hoạt động. Thời gian qua, Công an huyện Văn Lâm kiểm tra xử lý nghiêm các quán kinh doanh karaoke chưa đảm bảo điều kiện theo quy định. Năm 2022, xử phạt đình chỉ hoạt động 4 cơ sở với số tiền 180 triệu đồng. Năm 2023, xử phạt đình chỉ hoạt động 15 cơ sở với số tiền 520 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2024, xử phạt đình chỉ hoạt động 2 cơ sở với số tiền 90 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Văn Lâm thì tổng số cơ sở khoảng trên 70 cơ sở karaoke, vừa là cơ sở do Công an huyện Văn Lâm cũng như do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke, thì Công an huyện Văn Lâm đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử phạt những cái vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Để giúp các cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là quy định về phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục, bổ sung đủ điều kiện trong thời gian từ 6 đến 9 tháng. Nhưng một số quán vẫn cố tình hoạt động dù chưa hoàn thiện khắc phục theo quy định. Ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho gặp gỡ đối thoại cũng như là hướng dẫn đối với những cơ sở karaoke để thực hiện đầy đủ các điều kiện, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian tới thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ tiếp tục phối hợp cùng với công an cấp huyện tổ chức rà soát những giải pháp liên quan đến đường lối thoát nạn cũng như giải pháp về đảm bảo sử dụng cái vật liệu cách âm và vật liệu trang trí trong những cái phòng hát, hành lang hoặc là tiền sảnh, và đồng thời là cũng hướng dẫn các cơ sở karaoke là củng cố bổ sung những hệ thống phương tiện thiết bị về phòng cháy cháy. Trước những vụ cháy quán karaoke nhà ở làm nhiều người chết xảy ra ở một số địa phương trên cả nước, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở kinh doanh karaoke chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến,
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.